chào các mẹ bầu đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Thiên Châu. Và các mẹ bầu thân mến, thì hôm nay bác sĩ Nguyệt sẽ chia sẻ với chúng ta về những xét nghiệm mà sàng lọc dị tật thai trong 3 tháng đầu thai kỳ. Dị tật của thai nhi sẽ được chia làm hai loại. Một loại mình gọi là dị tật về nhiễm sắc thể, đó là những cái cấu trúc sâu bên trong của cơ thể con người. Và một loại ta gọi là dị tật về hình thái bên ngoài. Thì mỗi một người chúng ta được cấu tạo bởi 23 cặp nhiễm sắc thể. Nếu là phụ nữ thì là 23 cặp nhiễm sắc thể XX. Nếu là nam là 23 cặp nhiễm sắc thể XY. Và chỉ cần dư một cái hoặc thiếu một cái thì chúng ta không thể nào phát triển thành một con người toàn vẹn được. Khi mà trước đây á, khi khoa học của mình nó bắt đầu có một cái sự phát triển từ từ thì mình sẽ có một cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm double test. Đây là một xét nghiệm gián tiếp. Gián tiếp có nghĩa là dựa trên hình thái của em bé lúc 12 tuần, mình hay gọi là siêu âm đo độ mờ da gáy. Thì với cái siêu âm đo độ mờ da gáy này và dựa trên thông tin về tuổi mẹ, dựa trên những thông tin về tiền sử gia đình có sinh con dị tật hay không, dựa trên những cái thông tin mà người mẹ đã từng mang thai có sinh con dị tật hay không, thì trên những thông tin này máy nó sẽ tổng hợp lại và máy sẽ chạy ra cho mình một cái thông số để biết được em bé của mình là ở cái nhóm là nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp. Nguy cơ cao có nghĩa là cái khả năng em bé bị dị tật sẽ cao hơn so với những đứa khác. Và khi mà nguy cơ cao như vậy thì lúc này chúng ta phải tiến hành tới một phương pháp nữa, đó là chọc ói. Và khi chọc ói để xác định em bé có dị tật hay không thì cái nguy cơ mà em bé bị sảy thai nó sẽ cao hơn. Và từ đó thì khoa học mới bắt đầu nghiên cứu thêm một phương pháp nữa, đó là phương pháp IMPT, hay là mình hay gọi một cách đơn giản đó là phương pháp NIPT. Xét nghiệm này vẫn là lấy máu của mẹ, tuy nhiên trong máu của mẹ sẽ máy sẽ lọc ra những cái hồng cầu được phóng thích từ bánh nhau, và trên những cái hồng cầu mà được phóng thích từ bánh nhau đó là hồng cầu của con, và máy sẽ đếm ra được bộ nhiễm sắc thể của con là dư hay là thiếu. Và chính vì đây là một phương pháp trực tiếp nên độ chính xác nó đến 99%. Dĩ nhiên đây là phương pháp mới thì chi phí nó có thể cao hơn với phương pháp double test. Tuy nhiên đối với một thai kỳ, đối với một em bé thì thực sự mình hay gọi đây là không phải là cục vàng nữa mà là cục kim cương. Thì đối với một cái tài sản quý báu như vậy thì cái việc lựa chọn một cái phương pháp để mà tính ra được cái nguy cơ dị tật cho em bé cao hay thấp thì đó là cái lựa chọn mình cần cân nhắc. Trên đây là hai phương pháp chính để có thể mình biết được là em bé mình nó có bất thường về nhiễm sắc thể sớm hay là muộn, để từ đó mình sẽ có những cái quyết định đúng đắn theo điều tiết thai kỳ. Ngoài những hai xét nghiệm này ra, mình sẽ còn một số những xét nghiệm khác. Ví dụ như mình phải làm xét nghiệm công thức máu để xem mình có bị thiếu máu trong thai kỳ hay không, hoặc là phải làm xét nghiệm rubella, bởi vì rubella cũng là một con virus có thể gây dị tật thai, và rất là nhiều những xét nghiệm khác nữa mình cần phải kiểm tra trong thai kỳ. Nếu như quý mẹ bầu thấy thông tin này hay và nó có ý nghĩa thì mình có thể là chia sẻ để lan tỏa thông tin này cho bạn bè mình cùng biết. Và nếu như chúng ta còn những câu hỏi, những thắc mắc, chúng ta có thể comment bên dưới ở cái link này. Và xin hẹn lại các quý mẹ bầu của mình trong chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu ở lần sau. Xin chào ạ.